Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Realme 5i và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Cái chiếc điện thoại này thì đang có mức giá tại Hoàng Hà Mobile, nó loanh quanh tầm khoảng 3 triệu rưỡi cho đến 4 triệu đồng. Thế tất nhiên là giá bán của cái sản phẩm này ở trên website của Hoàng Hà Mobile là một kiểu, nhưng mà khi các bạn cầm điện thoại lên, các bạn gọi điện cho Hoàng Hà Mobile, các bạn nói là bây giờ tôi không muốn nhận quà, tôi muốn các ông trừ hết tiền đi, thì cuối cùng giá cuối cùng của sản phẩm này là bao nhiêu đấy thì mình cũng nói luôn, đấy là giá của nó rất là tốt. Trong tầm giá này thì Realme 5i chạy con chip Snapdragon 665, không phải là con chip mạnh mẽ nhất đang phải là V-Smart Leap cơ, trong tầm giá khoảng trên dưới 3 triệu rưỡi tại Hoàng Hà Mobile đấy. Tuy nhiên là với chip 665 cũng đã là đủ rồi, và đánh đổi lại những cái điều đó thì Realme 5i sẽ là một sản phẩm mà mình đánh giá là có một thiết kế tương đối được đấy. Phần mặt sau của nó này là mặt lưng nhám này đấy, không để lại mồ hôi dấu tay, có bộ 4 camera ở phía sau, có viên pin rất lớn đó là 5000 mAh, và có màn hình cũng tương đối lớn đó là 6.5 inch đấy. Tuy nhiên một số những điểm mà mình chê ở trên sổ này đấy là nó chỉ có cổng sạc chuẩn micro USB này đấy. Tiếp theo nữa đó là cái sạc đi kèm theo sản phẩm này nó chỉ là sạc 5V 2A thôi, thì nó sẽ sạc siêu chậm cho viên pin là 5000 mAh. Cộng thêm với đó là màn hình của nó chỉ là HD cộng chứ không phải là Full HD cộng đấy, nên là mình cũng nói luôn đấy là không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả, chắc chắn là chúng ta phải hy sinh một cái gì đó đấy. Và trong video mở hộp ấy thì mình cũng đã nói tương đối chi tiết về Realme 5i rồi, hôm nay admin Kha sẽ đánh giá chi tiết cho các bạn về sản phẩm này. Và bây giờ sẽ là bài đánh giá chi tiết của mình đối với chiếc Realme 5i này đây. Rõ ràng thì với một chiếc điện thoại thuộc phân khúc 3 triệu rưỡi chính hãng ở thời điểm hiện tại, nếu mà xét trên cùng phân khúc giá thì rõ ràng thì mình chỉ thấy rằng là cái chiếc V-Smart Active 3 nó sẽ là một cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cái chiếc điện thoại này. Thì ở đây các bạn, khi mà các bạn mua tại những hệ thống bán lẻ chính hãng thì chắc chắn là các bạn sẽ được yêu cầu để trừ quà để nó tối ưu được cái chi phí mà chúng ta phải trả cho một cái sản phẩm công nghệ như thế này. Thì đối với chiếc Realme 5i này chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái thiết kế mặt nhựa nguyên khối các bạn nhé. Và bên trên này nó sẽ có những cái họa tiết vân nhám. Đó, các bạn có thể nghe tiếng khi mà mình cào như thế này này. Và với cái lối thiết kế như thế này, nó nhám như thế này. Cái thứ nhất, nó sẽ hạn chế tối đa cái việc là bám dấu vân tay và mồ hôi. Cùng với đó thì nó cũng sẽ hạn chế được cái việc trầy xước khi mà chúng ta vô tình là cọ sát với những cái vật thể khác bên ngoài, thậm chí là ngay cả móng tay của mình đây. Đây là một lối thiết kế mà mình thấy rằng là, mình nghĩ rằng là nếu mà nó thuộc về cái xu hướng tương lai thì cũng rất có thể, tại vì là cái về cái ưu điểm, cái ưu việt của cái thiết kế này, nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế mọi cái mà ở thời điểm hiện tại đối với cái mặt kính mà trong suốt cũng như là nhẵn miệng thì nó vẫn chưa làm được, đó chính là hạn chế được cái bám dấu mồ hôi bằng tay. Về cơ bản là như thế. Thì trải nghiệm cầm nắm của này nó có trọng lượng là 195g với viên pin có dung lượng là 5000 mAh, thì khối lượng tổng thể của nó cho ra thì trong lúc mình cầm rất là đầm tay. Với lại cái lối thiết kế của nó thì là một cái miếng nhựa làm mình thấy rất là khá là dày dặn này. Cùng với đó thì nó trong cái phần ốp này nó làm nó bo cong nhẹ, giúp cho trong quá trình mình cầm ấy nó không bị cắn tay. Cùng với đó thì phần mặt trước nó sẽ xuất hiện cho chúng ta là một cái điểm G rất là khó chịu, mà gần như là mọi cái màn hình mà kiểu được làm cong 2.5D nó đều bị mất tác dụng hoàn toàn khi mà nó xuất hiện cái điểm G như thế này. Đây là một cái lối thiết kế mà mình rất là ghét và cực kỳ ghét luôn. Không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở cái phân khúc này trong những thời gian gần đây. Đó, rất là khó chịu với cái lối thiết kế này. Khi mà chúng ta vuốt vào màn hình thì đối với cái phần viền cạnh màn hình này nó cũng không thật sự là quá sắc đâu. Tuy nhiên thì trong quá trình vuốt thì mình thấy rằng là nó vẫn hơi cắn và hơi khó chịu một tí. Nó sẽ khiến cho chúng ta có một cái cách vuốt nó không tự nhiên. Ngoài ra thì con này nó cũng sẽ được tặng kèm cho chúng ta là một cái miếng dán ở bên ngoài nữa. Đó, miếng dán chống trầy cho màn hình thì cơ bản thì nó cũng sẽ không có giúp cho chúng ta vuốt mượt được. Tại vì là đã điểm G trên cái phần cạnh viền bên ngoài này rồi, còn tới điểm G trên cái phần miếng dán nữa. Cho nên về cơ bản thì cái lúc mà chúng ta vuốt từ cạnh viền màn hình vào bên trong màn hình của chiếc Realme 5i này thì thật sự là nó không đã cho lắm. Đó, đây là điều mà mình nói rất nhiều ở video đánh giá chi tiết của những chiếc điện thoại thuộc phân khúc này rồi. Đây là một điểm trừ các bạn nhé. Nhưng mà mặt sau của nó thì một cái lối thiết kế như thế này đây, vân nhám như thế này đây thì mình đánh giá rất là cao. Tại vì là cái độ thực dụng của nó rất là tuyệt vời. Nhựa thì cũng được hoàn thiện rất là tốt, dày dặn và cực kỳ là chắc chắn luôn. Các phím bấm thì bấm cũng rất là nảy nữa. Đó, không có gì để chê cả. Rồi thì còn về phần màn hình, lại là một điểm trừ nữa. Và cái điểm trừ duy nhất trên cái màn hình này chúng ta sẽ có đó chính là độ phân giải HD cộng cho màn hình có kích thước lên đến là 6.52 inch. Thật sự là không thể nào chấp nhận được. Nó cực kỳ rỗ, mặc dù hình ảnh của nó chỉ dao động đâu đó khoảng
260 bị mấy, 8 mấy thôi, mình cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà rõ ràng thì trải nghiệm thực tế nó thực sự rất là rổ các bạn à. Trên iPhone XR hoặc là iPhone 11, mặc dù nó đã sử dụng một cái tấm nền xịn này, rồi là nó một có độ phân giải HD Retina cho kích thước là chỉ 6.1 inch thôi, chúng ta đã không thể nào chấp nhận được cái việc rổ trên cái màn hình đó rồi. Nhưng mà con này nó lại có kích thước lên đến là 6.52 inch. Đó, cho một cái độ phân giải HD cộng như thế này là thật sự rằng là nó rất là rổ. Màu sắc của nó thì mình đánh giá là cũng ở mức ổn, và độ sáng của nó thì lại cực cao. À, độ sáng của nó là một điểm cộng trên cái màn hình của chiếc Realme 5i này. Đó, còn về màu sắc thì mình đánh giá là cũng ở mức cực ổn, cũng khá là đẹp. Nếu mà nó sử dụng cái độ phân giải là Full HD cộng thì thật sự rằng là cái màn hình này sẽ là một trong những cái màn hình mà cho ra chất lượng hiển thị tốt nhất trong khúc 3.5 triệu này. Nhưng mà thật tiếc rằng là nó chỉ sử dụng cho chúng ta cái độ phân giải HD cộng thôi. Về phần cấu hình thì con này nó sẽ được trang bị chúng ta là con chip Snapdragon 665. So ngang qua với con chip Helio B60 thì mình đánh giá rằng là thật sự nó là một cái gì đó không thể nào sánh bằng được so với Helio B60. Tại vì là con chip này mình thấy là nó không tối ưu với những nhà sản xuất game. Thành ra thì trong quá trình mà chúng ta trải nghiệm ấy, những cái tựa game phổ biến ở thời điểm hiện tại, ví dụ như là Liên Quân Mobi cũng như là PUBG Mobi, thì thật sự rằng là nó cho ra một cái mức mở khó được cái cấu hình đó, nó thật sự là không cao. Nó thấp hơn so với cái lại là con chip Helio B60 một bậc. Cho nên là cơ bản con chip Snapdragon 665 này mình thật sự đánh giá không cao lắm về mặt trải nghiệm chơi game cũng như là những cái thao tác bình thường này. Thật sự là lướt Facebook đôi khi nó còn có hiện tượng khựng lag nữa. Còn về nhiệt độ thì mình thấy rằng là con chip này nó cũng cho ra ở mức nhiệt độ cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ không quá trên nhiều so với chiếc Snapdragon 660 bị lỗi nhiệt như chúng ta thường nói đâu. Nhiệt độ của nó cũng thật sự rằng là nó cũng nằm ở đâu đó, có cải thiện nhưng mà nó không quá rõ rệt các bạn nhé. Camera trên chiếc máy này thì mình thấy rằng là trong điều kiện đầy đủ sáng với độ phân giải 12 megapixel thì thật sự là chất lượng chi tiết nó cho ra cũng rất là ổn đó. Nhưng mà trong phân khúc này thì Vsmart Active 3 mình đánh giá nó cao hơn. Đây là thuộc phân khúc chính hãng các bạn nhé. Camera trên Vsmart Active 3 nó cho ra một chất lượng chi tiết tốt hơn, tại vì nó đang sử dụng cho chúng ta một cái ống kính lên đến là 48 megapixel. Với điều kiện bình thường thì thật sự là chất lượng ảnh của nó cho ra nó mình đánh giá là ổn trong phân khúc giá này. Còn đến với chế độ ban đêm thì đây là một điều mà mình thấy rằng là so với chiếc Realme X là nó có một sự gì đó rất là tương đồng. Cùng với đó thì khi mà xét qua chiếc Vsmart Active 3 thì chế độ ban đêm trên cái chiếc Realme 5i này nó làm tốt hơn các bạn nhé. Cái phần mà chữ beta nó bị cháy sáng đây, sau khi mà bật chế độ ban đêm lên thì nó xử lý rất là tốt, kéo lại phần chi tiết gần như là rõ rệt luôn. Đó, zoom lên thì các bạn có thể thấy này, rất là sắc nét và cực kỳ rõ ràng luôn. Tất nhiên rồi, nhưng mà với cái phân khúc giá như thế này thì bức ảnh nó sẽ noi khá là nặng. Bức ảnh tiếp theo chúng ta sẽ nói về chế độ HDR. Thì so sánh cả hai bức ảnh HDR và lúc không bật HDR thì độ tương phản của bức ảnh HDR nó được đẩy cao hơn. Màu sắc nó sẽ tươi hơn, nhìn nó sẽ nổi bật hơn rất nhiều. Đó, nhìn nó sẽ có hồn hơn chứ nó sẽ không bị bệt như là bức ảnh thường khi mà không sử dụng cái tính năng HDR. HDR như thế này thì mình đánh giá là cũng rất là ổn trong phân khúc giá khoảng 3.5 triệu như thế này. Còn đối với những bạn nào mà khó tính hơn thì thật sự là con này nó trong phân khúc giá này nó chụp ảnh cũng không phải là quá xuất sắc đâu. Còn về camera góc rộng thì so với camera góc thường thì con này nó cho ra một cái góc khá là rộng. Cùng với đó thì chất lượng chi tiết nó cũng rất là ổn với cái độ phân giải là khoảng 8 megapixel như thế này. Tuy nhiên thì màu sắc ở trong cái thời tiết mà mình đánh giá nó cũng hơi bị phức tạp tí, nó hơi âm u cho nên là nhìn màu nó cũng sẽ hơi bị bệt. Cùng với đó thì chúng ta sẽ thấy là ở như xa xa một tí thì nó sẽ bị mất chi tiết dần đi, khá là nặng này. Cơ bản thì nói chung là camera trên con này mình cũng không đánh giá cao lắm trong cái khúc giá này. Nếu mà xét về cái độ hài hòa nhất thì mình vẫn chọn Vsmart Active 3. Đó. Cơ bản thì con này nó sẽ có chúng ta lên đến là 4 cái camera như thế này. Đó, camera chính này, 12 megapixel này, camera góc rộng này, rồi là một cái camera đo chiều sâu trường ảnh và một camera tele. Nó rất là đa dụng luôn. Tuy nhiên thì cơ bản thì chất lượng cho ra nó thì nó cũng sẽ thuộc ở cái mức là trung bình khá, chứ thật sự là không quá nổi bật trong phân khúc giá này. Còn về phần pin thì con này nó sẽ có cho chúng ta là một viên pin với dung lượng là 5000 mAh. Thời gian sử dụng liên con này thì thật sự rất là ấn tượng. Tại vì là dù sao nó chỉ sử dụng cái độ phân giải là HD cộng, cho nên cơ bản thì mình trải nghiệm với nó rất là thoải mái trong một ngày dài. Đó, thậm chí là hơn, sau khoảng là hơn 1.5 ngày này thì bây giờ mình vẫn còn là 33% pin, sử dụng nó rất là thoải mái. Dùng Facebook hay là thỉnh thoảng thì chơi game, nhưng mà mình rất ít chơi game con này, tại vì rõ ràng rồi mình không thể nào mà sử dụng chiếc Snapdragon 665 để chơi game được, nó sẽ làm cho mình rớt ranh đó, cho nên là mình rất là sợ. Một cái điểm trừ trên cái chiếc Realme 5 này đó chính là nó không hỗ trợ sạc nhanh. Công suất sạc tối đa của nó cho ra chỉ là 5V và 2A, mặc định là cái củ sạc bên trong máy các bạn nhé. Còn đối với chiếc Snapdragon 665
Mình nghĩ rằng là nó vẫn có thể hỗ trợ sạc nhanh được. Nhưng mà mình cũng không thể nào biết được rằng là liệu là những cái sản phẩm đến từ Oppo hay là Realme như thế này thì nó có hỗ trợ sạc nhanh WeChat 3.0 hay không, hay là nó chỉ hỗ trợ những cái củ sạc mà có cái công nghệ VOC đến từ hãng này. Thì đây là một điều mà mình cũng cần phải xác minh trong thời gian tới, rồi sau đó thì mình mới gửi lại thông tin cho các bạn sau. Ok, còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy lại tiếng mình dưới phần bình luận video nhé. Thật sự rằng là trong phân khúc giá khoảng 3,5 triệu chính hãng như thế này thì mình đánh giá rằng là nó cho chúng ta một cái trải nghiệm ở mức cơ bản, và thật sự là nó không phải là một món hời, cũng như là nó cũng không phải là một cái đối thủ mà đáng gồm trong phân khúc giá khoảng 3,5 triệu như thế này.